Chào các bác nha. Ra năm mới ra thì em sẽ lại bắt đầu vào công việc của mình, lại đăng video cho các bác với những chiếc bình rất là đẹp và chất lượng. Trước mắt các bác là một chiếc bình bách hoa của Kutani. Chiếc bình này là khổ rất là to, cỡ rất là lớn, nặng và rất là đẹp, sáng sáng láng luôn các bác ạ. Hàng vẽ tay hoàn toàn, vẽ hàng trăm bức hoa, vẽ hàng trăm bông hoa rất là đẹp, các màu sắc đấy, cái này thể hiện sự phú quý đấy, rực rỡ đấy. Trong nhà các bạn chơi gốm Nhật thì nên có một hoặc là hai chiếc bình bách hoa bày để cho nó sáng ngôi nhà mình ra, rực rỡ, lúc nào nhìn trông cũng là đẹp mắt và cảm giác như là con người nó rất là sảng khoái đấy. Thể hiện sự phú quý. Trong đây có rất nhiều những các loại hoa, hoa mẫu đơn, hoa cúc, rồi rất nhiều hoa người ta vẽ rất là kỳ công, rất là tỉ mỉ, không bông hoa nào giống bông hoa nào, mỗi một bông hoa lại có một sự khác nhau mà nó đan xen lẫn với nhau, các loại màu vàng, trắng, đỏ, tím rất là sặc sỡ nhé, rất là đẹp. Chiếc bình này, cổ bình cũng rất là đẹp này, cổ bình nó làm cao mà nó cũng là màu vàng này. Đấy, các bác nhìn xem rất là tuyệt vời luôn. Đây, em cầm máy em quay sát luôn các bác xem nhé. Đây, đấy, cổ bình này, cổ bình vàng hết nhé, vàng không chỗ nào không có vàng. Đây, những bông hoa này vẽ này, đấy, vẽ rất là đẹp luôn. Xung quanh bình kín phun bình luôn nhé, không hỏi chỗ nào cả. Hàng vẽ tay 100% luôn, các màu các cỡ đẹp cực kỳ luôn. Đấy các bác xem, mà bình rất là to nhé, các bác đợi em để em đo kích cho các bác xem nhé. Chiếc bình rất là cao to, chiếc bình này đang là cao là 33. Bình này cao 33, miệng 17, vòng bụng 98 các bác nhé, vòng bụng 98 cực đẹp luôn, vòng bụng 98 cực đẹp luôn, bình quá đẹp. Các bác bày lên chỗ nào đấy, một góc nhà nào đấy thì quá đẹp luôn, hoặc là các bác cắm cũng được, các bác là trưng không hoặc là cắm hoa cũng đều đẹp. Chiếc bình rất là to, nặng lắm, cốt nặng. Đây hiệu đề đây các bác này, hiệu đề Kutani các bác nhé, hàng chuẩn Nhật xịn, em đảm bảo 100% hàng Nhật, rất cao to đẹp, cầm nặng lắm, một tay không cầm được. Đây các bác ạ, chiếc bình này em giao lưu 8,5 triệu các bác nhé, bao ship bao bẻ với các bác toàn quốc luôn, 8,5 triệu chiếc bình này. Bác nào muốn sở hữu nó thì điện cho em. Đấy, năm mới rước em này vào về nhà cho nó phú quý, sang cửa sang nhà. Đấy, để năm mới làm ăn cho nó rực rỡ luôn các bác nhá. Bình quá đẹp, ít khi có size to, cỡ to này lắm, toàn là cỡ bình thường chung chung thôi. Chiếc size to em bán giá này rất hợp lý rồi, các bác cứ ra những cửa hàng mà offline các bác mua rất là cao ấy, em bán chiếc bình này rất là rẻ, 8,5 triệu các bác nhá. Các bác nào cần thì liên hệ em, số điện thoại 0925 09 467, em ở Hà Nội. Các bác cứ qua thẳng nhà em xem trực tiếp cũng được, không có vấn đề gì, em tiếp đón các bác nhiệt tình luôn. Đấy, các bác ở Hà Nội đến mua thì em có thể giảm giá, thì em không phải ship xa các bác nhá. Rồi, em xin chào các bác, hẹn các bác vào video tiếp theo nhá. Bye bye.